Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Long Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha đau buồn vì vụ đại nghịch bất đạo tại quê hương. Linh mục hành hung giám mục. Kính thưa quý vị và anh chị em, theo báo cáo của Tòa giám mục San Rafael nằm cách thủ đô Buenos của Á Căn Đình, 983 cây số về phía Tây, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về những gì vừa diễn ra tại quê hương của Ngài trong mấy ngày qua và tỏ ra đau buồn sâu sắc trước những diễn biến diễn ra chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh. Tuyên bố của phòng báo chí Tòa giám mục San Rafael cho biết như sau. San Rafael, ngày 22 tháng 12 năm 2020, sau các báo cáo và thậm chí là các tường thuật độc hại liên quan đến các sự kiện xảy ra vào sáng hôm qua, 21 tháng 12 tại Tòa giám mục, Tòa giám mục San Rafael mong muốn trình bày sự thật và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện chính xác như chúng đã thực sự xảy ra. Sáng hôm qua, cha Camilo Dip được Đức cha Eduardo Maria Tosic triệu tập đến tòa giám mục. Cùng hiện diện trong buổi họp còn có Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận là cha Victor Torres Jordan và trưởng ấn của giáo phận là cha Luis Gutierrez Rizzardi. Lý do của lệnh triệu tập là để cho cha Dip có cơ hội trình bày quan điểm của mình liên quan đến việc ngài tham gia vào các sự kiện xảy ra ở Malabu vào ngày 21 tháng 11. Tại một thời điểm trong lúc đưa ra các quan điểm của mình, cha Dip mất bình tĩnh và bất ngờ tấn công bạo lực Đức Cha. Cuộc tấn công đầu tiên này diễn ra theo sau việc ngài phá hư chiếc ghế mà Đức Cha đang ngồi. Những người có mặt đã cố gắng ngăn chặn cơn giận dữ của vị linh mục, là người mà bất chấp mọi thứ, một lần nữa cố tấn công Đức Cha. Tạ ơn Chúa, một trong những người có mặt đã đỡ đòn cho ngài và đưa ngài ra khỏi văn phòng mà họ đang hội họp. Khi mọi thứ có vẻ đã lắng xuống, cha Camilo Dip lại trở nên tức giận và cố gắng tấn công một lần nữa vị giám mục đã rút lui vào phòng ăn của tòa giám mục. Những người có mặt đã ngăn cản không cho ngài đến gần Đức Cha để mọi sự không trở nên tồi tệ hơn. Lúc đó, cha sở giáo xứ Đức Mẹ núi Carmelo ở thành phố Malagu là cha Alexandro Casado đã đưa kẻ tấn công rời khỏi tòa giám mục, đưa người ấy vào xe của mình. Cả hai đã hoàn toàn biệt tâm. Điều 1370 khoản 2 của Bộ Giáo luật khẳng định rằng ai hành hung một vị giám mục thì mắc vạ tuyệt thông tiền kết và nếu là giáo sĩ thì mắc vạ huyền chức tiền kết. Cha Camilo Dip vì hành vi do mình gây ra bị cấm thi hành bất kỳ năng quyền nào liên quan đến thừa tác vụ linh mục của mình. Đứng trước hoàn cảnh đau thương này, chúng ta mời gọi mọi người hãy đón nhận ân sủng từ máng cỏ Giáng sinh. Và trước Chúa Hài Đồng, Đấng đang nhìn chúng ta, hãy tìm kiếm một tinh thần thành tâm hoán cải để đem đến cho mọi người sự bình an của Chúa chúng ta. Toàn bộ câu chuyện đã diễn ra như sau. Vào giữa tháng 6 vừa qua, Đức cha Tosic thông báo rằng vì đại dịch coronavirus, các linh mục chỉ được trao mình thánh Chúa trên tay cho những anh chị em giáo dân trong tư thế đang đứng, không được trực tiếp trao mình thánh Chúa trên lưỡi của các anh chị em giáo dân trong tư thế đang quỳ gối. Chỉ thị của Đức cha Tosic phù hợp với các biện pháp được công bố ở các giáo phận khác tại Á Căn Đình. Tuy nhiên, một số lớn các linh mục ở San Rafael đã không tuân thủ các chỉ thị liên quan đến việc phân phát mình thánh Chúa trên tay. Chủng viện Santa Maria Madre de Dios, nghĩa là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, nơi đào tạo ra đông đảo các linh mục của giáo phận San Rafael, được một số người cho là đứng đằng sau việc các linh mục chống đối chỉ thị rước lễ trên tay của Đức cha Tosic. Đức cha Tosic nhận xét rằng, việc từ chối tuân thủ này đã gây ra tai tiếng nghiêm trọng trong và ngoài chủng viện và trên khắp giáo phận. Phát biểu với TVA El Nevedo vào ngày 27 tháng 7, cha José Antonio Álvarez, phát ngôn viên của giáo phận San Rafael nói rằng do phản ứng vô kỷ luật của một bộ phận đông đảo các giáo sĩ trong giáo phận vào thời điểm này, giáo phận chúng tôi không có khả năng tìm đủ người để thành lập một nhóm đào tạo phù hợp với kỷ luật của giáo hội. Vào ngày 20 tháng 8, Đức cha Tosic tuyên bố rằng Ngài sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt theo giáo luật đối với các linh mục kiên trì không vâng lời bằng cách cứ cho rước lễ trên lưỡi chứ không phải trên tay theo chỉ thị của Ngài.
Tháng 10 năm nay, Đức cha Tosic sang tòa thánh, ngài được Đức Thánh cha Francisco tiếp và có những tiếp xúc với bộ giáo sĩ. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, kể cả việc là trong vòng 15 năm qua, chủng viện đã phải có đến 7 vị giám đốc vì những mâu thuẫn trong nội bộ. Bộ giáo sĩ đã đưa ra quyết định đóng cửa chủng viện. Khi trở về nước vào cuối tháng 10, Đức cha Tosic cho biết quyết định này của Vatican và gọi đó là một quyết định miễn bàn cãi và sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Nhiều cuộc biểu tình lập tức nổ ra, trong đó có cả một cuộc biểu tình bằng xe hơi bên ngoài trụ sở tòa giám mục San Rafael. Để đáp lại các cuộc biểu tình này, Đức cha Tosic đã công bố một lá thư ngày 30 tháng 10, yêu cầu người Công giáo không đến với những cuộc tụ họp này, vì chúng làm trầm trọng thêm tình hình và có thể gây hại cho chính các chủng sinh nhiều hơn, những người mà tất cả chúng ta đều muốn chăm sóc. Ngài gọi các cuộc biểu tình là hành động nổi loạn và tranh giành. Hôm 21 tháng 11, Đức cha Tosic đã đến thăm thành phố Malagu, cách tòa giám mục 177 cây số, để giải thích về quyết định đóng cửa chủng viện. Thánh lễ do ngài cử hành đã bị gián đoạn bởi một cuộc biểu tình của anh chị em giáo dân và cả các linh mục. Một người nào đó còn cố ý rạch lốp xe của ngài để buộc ngài phải đối chất với họ trong khi chờ một xe khác đưa ngài về. Cha Camilo Dip, người vừa bị treo chén, đã tích cực tham gia trong cuộc biểu tình này. Vì thế, ngài bị triệu tập lên tòa giám mục, nơi ngài đã đá làm hư chiếc ghế Đức cha Tosic đang ngồi và dùng tay đấm vào vị giám mục. Giáo phận Tổng lãnh Thiên thần Rafael, tiếng Tây Ban Nha là Diocesis de San Rafael, được Thánh Giáo hoàng Gioan 23 thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1961, bao trùm một diện tích là 87.286 km2, với dân số 270.000 người. Trong đó có 224.300 người Công giáo, chiếm tỷ lệ 83.1%. Toàn giáo phận có 67 linh mục triều và 29 linh mục dòng. Bên cạnh đó còn có 204 chủng sinh và các nam tu sĩ không có chức thánh và 138 nữ tu. Theo niên giám tòa thánh năm 2017, giáo phận có 29 giáo xứ. Đức cha Eduardo Maria Tosic sinh ngày 4 tháng 7 năm 1954. Ngài được thụ phong linh mục ngày 3 tháng 12 năm 1982 và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục San Rafael vào ngày 25 tháng 9 năm 2004. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.